Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua có một lớp sơn màu xám bạc cực kỳ mới các bác nhé, mang thương hiệu Colo. Vâng, lớp sơn cực kỳ mới đây. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và như đầu video em đã giới thiệu thì lớp sơn cực kỳ mới màu xám bạc rất là đẹp, hầu như không có một vết xước. Chiếc xe này thể tích trên 95%. Colo các bác nhé. Đây một vết xước rất là hiếm hoi trên thân xe thôi, không ảnh hưởng gì cả. Tổng thể chiếc xe thì rất là đẹp, lớp sơn rất sáng và bóng. Xe sử dụng khung nhôm các bác nhé. Đây từng chi tiết xe nước sơn rất là mới. Đây các bác có thể thấy đây, đều rất sáng và bóng. Xuyên suốt xe là đều là một màu sơn xám bạc. Rất thích hợp các bác nào thích sự đơn giản, không màu mè. Trước thì 90-95%. Yên mang thương hiệu Colo nguyên bản. Yên thì rất là mới, không một vết xước nào cả. Có thể thấy học viên. Đây hình thức lốp. Lốp còn đầy đủ gai, xe rất ít đi các bác nhé. Lốp rất là mới đây. Vành nguyên cặp nhôm. Vành nhôm các bác nhé, aluminum đây. Vành 700. Sử dụng Mayer nguyên bản của hãng Colo đây. Mayer bạc đạn các bác. Quay rất là bon. Đùi đĩa 2 tầng nhôm. Và đĩa Shimano đây. Vâng, và xe sử dụng bộ tay lắp Shimano Clarit. Bên này bên đĩa đây, đĩa 2 tầng. Bên lít 8 tầng cho xe 16 tốc độ. Bộ phanh 3 mảnh. Máy ở trước cũng bạc đạn, nguyên bản của hãng Colobay. Mayer rất là mới. Các bác có thể xem hình thức đũa đây. Chiếc xe rất ít đi, đũa còn rất mới. Lớp sơn trên đũa thì chưa bị gì xét tí gì. Thông số của lốp là 700 nhân 23C. Lốp này rất dễ thay thế các bác nhé. Khi bác hỏng thì có thể mua bất cứ nơi đâu tìm được chiếc lốp này. Đây lốp hãng này là nó vẫn đầy đủ các thông số cho lốp, xong nó ở lốp đây. Vâng, và xe sử dụng bộ của đề Shimano Clarit
với cấu hình 8 lít, hai đĩa cho xe 16 tốc độ. Đây đủ đĩa nhôm. Vâng, và bây giờ sẽ test qua chuyển động của xe. Vâng, mình lên lít. Sử dụng phủ đề Claris chuyển động xe rất là tốt. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Rất là mượt. Xuống đi. Là xuống đĩa. Đùi đĩa. Đùi đĩa nhôm. Và đĩa Shimano. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Một chiếc xe hình thức 90-95% mang thương hiệu Polo. Sẽ lướt qua từng chi tiết nhỏ của xe. Vâng, và em vừa giới thiệu xong chiếc xe Polo, một chiếc xe có bộ Mayer bi vòng, hình thức là cực mới, 90-95%, sử dụng bộ chuyển động của Full Shimano, đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp mức giá 7,1 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác an tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video.